Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay để tiếp tục đến nhà của anh Thúng để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai tàng đế thú nha quý vị. Đó, nhắn đế thú không ha. Đây, ra từ từ qua nè. Đó, chân cẳng đầy đủ ha. Lô này đẹp nha. Lá thì xum xê ha. Cái này nó thần lá hết rồi nha cô chú. Rồi. Anh chào cô chú, anh chào anh Tấn. Hôm nay có 15 cây mai tàng, dáng cũng thú đế đồ này kia ok cô chú. Rồi cũng giao lưu cùng cô chú với cái clip vừa rồi, nhờ cô chú ủng hộ em. Cũng còn có 2-3 cây nữa hết. Nay em về lên cái clip mới cũng nhờ cô chú ủng hộ em tiếp. Em ở đây là ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0946721262, là cũng số Zalo của em luôn. Những mặt hàng này là em bao ship toàn quốc hết nha cô chú. Rồi. Rồi em lên mã số 1. Mã số 1 ha. Rồi chiều cao 120. Rồi tán ngang luôn anh. Tán ngang 115. Rồi đó là xâm xê rồi ha. Đây. Dành xuống bộ góc với đế trước lát nữa tay cành quay sang nha quý vị. Hoành nó là 23. Rồi. Đó, cái củ bự nha cô chú. Đế nè, qua đế luôn. Vậy không nghe kỹ nha. Tàn nó tròn thấy ghê luôn nha cô chú. Đó. Cho em dòng nó đi. Rồi tay cành. Tay cành là ok luôn. Tay cành đặt hết trơn nha. Mã số 1. Khoan anh Thúng ơi. Này, đó, kích rịch ra đâu cô chú. Em dạch kiếm coi. Đường này em lên tay cành cho quý vị ha. Khó quá. Cái này rồi Tết mình chơi bông một cái nó tròn bà cố luôn á. Cây nó tròn quá tròn. Lá quá, lá giật khó luôn không vậy, đặt kẹo. Mã số 1. Giao lưu cô chú giá 2,5 triệu. Rồi, xe cho em vòng nó đi anh. Mày cho kỹ quyền nghĩ kỹ nha. Rồi, mã số 1 nha cô chú. Rồi, dòng nó. Để là chia đều tứ phía hết luôn. Rồi, xuống cây. Ê, nắm sợi dây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 2. Hai lên luôn. Cái quá 10 lít đó. Đó, tàn thì cũng cắt toàn giò ở trên ha. Ai. Mã rồi, số 2. Thông số nói luôn nghe anh Thúc. Rồi, chiều cao. Cái này giống cái núm rơm mất cô chú ơi. Chiều cao 118. Tán ngang là 101. Rồi. Hoành là 22. Rồi, đó, hai chân nè cô chú. Đó. Đó, hai chân rõ nét nha cô chú. Đó, mình đó nè. Đó. Đó. Cái tàn nó làm như cái tàn cái núm rơm vậy. Khích luôn ha. Rồi mã số 2 giao lưu của chú giá 1,8 triệu. 1,8 triệu ha. Mặt hàng này là em bao ship toàn quốc nha cô chú. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số 3 lên luôn. Rồi tiếp mã số 3 nha cô chú. Đây. Rồi mã số 3 đây ha. Rồi cao ngang luôn anh. Mã số 3. Cao 110. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang 120. Rồi. Hoành nó là 25. Rồi xây luôn. Đây cây nó lên xù luôn cô chú. Đây. Lát nữa kiểm tra những cái gì. Cái đang lên xù. Anh Thúng đợi em xíu anh Thúng. Đây. Từ từ. Đem cái em đây đi. Từ đây đi. Đây tay cành nè. Kéo lắc ngược về đây thì dễ thấy tay cành ha. Rồi vị trí nào xù đâu anh chỉ để bố máy vô. Mấy cây này cái gì em xuống lá rồi cô chú về ấy lá lại. Nó bỏ vô bị thiếu nắng nè. Để. Xuống đế luôn nha. Hoành 25. Làm hoành. Giá giao lưu của chú giá 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu ha. Rồi. Đấy. Xuống cây. Mã số 3. Rồi ghi vô. Rồi. Mã số 4 lên luôn.
Rồi, mã số 4. Em này đó. Rồi, anh Thống trong... cho em về thông số cao ngang nó ha. Mã số 4. Nó cái tàn thì nó thấy cô chú, mà tại cái bầu của nó hơi chinh. 120 chiều cao. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang 115. Hoành là 22. Rồi, 22. Đó. À, mấy con thú luôn cô chú ơi, chân cẳng luôn. Chân cẳng có đủ ha. À. Tay cạnh nó gì nghĩa luôn nha. Đó. Rồi xuống cận đế cái như cái gì? Đây, đế nè cô chú. Đó. Rồi, giao luôn cô chú giá. Nhiêu anh? 2 triệu. Rồi, 2 triệu. Mã số 4 phải không? Mã số 4. Rồi. Rồi, mặt này này, mặt tiền mà nhìn thấy đẹp nè cô chú. À, hình thú rõ nét ha. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Số 5 luôn. Đây. Rồi, số 5. Số 5. Kéo mà mình bắt bên kia xuống rồi. À, đúng rồi. Cao 130. Rồi, tháng ngang. Tháng ngang 116. Rồi, vô cái hoành luôn anh. Hoành báo rồi, đo rồi báo luôn nha. Hoành 21 à. Rồi. Cái cũ quá, cái cũ của chú. Cũ đặt của nó tới 47 luôn. Rồi, xe xe cũ ha. À, hai chân nè cô chú. Rồi, xe qua anh chị một lần nữa. Rồi, dừng ở đây giúp em cái ha. Rồi, kéo lên tay cành của gì nè. Đặt cái tông trên đây ha. Đó. Tới đỉnh rồi ha. Mã số 5, phải không? Rồi, số 5. Giao lưu nhiêu anh? Mã số 5 giao lưu cô chú, cây này giá 1 triệu 9. Rồi, 1 triệu 9. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Okay. Mã số 6 ha. Rồi, mã số 6. Okay, nguyên con thú dài rồi cô chú. Chân cẳng. Rồi, anh Thống cho em cao ngang nó đi anh Thống. Mã số 6. Cao 105. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang 110. Rồi. Cái này gì? Hạ cái bonsai cũng đẹp lắm cô chú. Tại cạnh điệu trần này ha. Hoành 22. Rồi, xe xe luôn. 22 hoành. Tại cạnh điệu nè. Đó. Cành bự bự không ha. Rồi để nè. Có cái đuôi luôn. Chân trống chân chịu chờ mận trước có luôn. Có đít có đuôi luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? Rồi, mã số giao lưu 6, giao lưu của chú giá 1.8 triệu. Rồi, 1.8 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 7 luôn ha. Rồi, mã số 7, hồi lên cái đó luôn. Rồi, mã số 7. Đây, mã số 7 con thú này khá cao ha. Ừ. Cao 1.5 m cô chú ơi. Rồi, tán ngang luôn anh. Tán ngang 125. Thống đợi em xíu nha. Con này con thú đẹp lắm nha cô chú. Tay cành từ đỉnh ra từ từ xuống như vậy xem tay cành cái ha. Hoành là 23.5. Tính 23 thôi cô chú. Rồi, sẽ xây luôn. Đây nguyên con thú nằm cực kỳ đẹp, hai chân cẳng có đầy đủ nha cô chú. Rồi, xuống cận cảnh cái ha. Đó, cô chú thấy ha, chân nó nè. Đây nè cô chú, đây. Con thú này đẹp lắm nha cô chú. Có đuôi luôn nè. Mắt mắt lên nè. Mã 6 phải không? Số 7. Mã số 7 giao lưu cô chú giá 2 triệu 2. Rồi, 2 triệu 2. Mã số 7 ha. Rồi, mặt hàng này làm bao cây. Ship hết nha cô chú. Rồi, tất cả các cây báo giá trên đây đều là bao phí vận chuyển cây tới nhà rồi nha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8. 8 luôn. 8 cây này em con xương cành đầu lại hết rồi nha cô chú. Xương cành đẹp quá ha. Wow, đẹp luôn. Kẹo lắm. Chiều cao nó 1.1 m.
Xương ngang đẹp. Xương con to. Rồi mà nó còn tán ngang nó được 1 mét nè cô chú. Đó. Xương bự không ha. Hoành là 19. Đây cây này xương hết nối luôn. Để với nó cộng cũng bự giống xương ở trên đó ha. Ừ. Đó, để cộng to xương cũng to luôn nè. Rồi cái này giao lưu cô chú giá 1 triệu. Mã 9 phải không? Rồi mã số 8. Mã 8 1 triệu hả anh? Triệu. Rồi xuống cây. Rồi bây giờ mình mới lên mã số 9 đây. Số 9 lên luôn. Rồi mã 9 này chân cẳng có đầy đủ nha cô chú. Cho nó ngắt lên nữa cô chú. Đó. Rồi đứng đứng cây rồi ha. Rồi chiều cao luôn anh. Cao 1,5 m. Tán ngang. Tán ngang 120. Thống đợi em xíu nha. Em quay tay cành cho quý vị cái. Cành quý vị từ đỉnh ha, mình ra từ từ xuống nha quý vị. Hoành nó là 25. Đây. Đây. Dừng ở góc độ này quay tay cành cho quý vị ha. Đó. Rồi sẽ xây đây thú cô chú cho vị nghĩa ha. Nghĩa nè mình lên hai chân rõ nét luôn cô chú. Đó xây vòng hai vòng nữa cho quý vị xem kỹ ha. Đó cái đuôi bự chảng cúp cúp xuống đó. Mã số 10 phải không? 9. Mã số 9. Rồi số 9 chính giao lưu của chú với 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xe cho em vòng bên đây nữa. Chân cẳng có đầy đủ nha cô chú. Rồi xuống cây. Rồi lên xuống ơi. Rồi xuống người đây. Tháng 10 là đẹp tháng luôn cô chú. Tháng này bự à, tán ngang rộng à. Cao 130. Rồi tán ngang, đồng thênh thang luôn. 1,5 m luôn. 1,5 m ngang luôn. Này bể xù luôn. Rồi, hoành 127 lộn. Hoành nó là 24,5 à, tính 24 thôi. Chân cẳng có đầy đủ nè, xù nè cô chú, nó lên xù nè. Rồi lát nữa kiểm tra cái phải không cái gì. Đây tay cành ha. Rồi xuống luôn, xù đâu anh? Nè. Đây. Đó nè, nó bể xù nè. Nè, chân cẳng có đầy đủ, hai chân thú đầy đủ nha cô chú. Đó, đây chân trước, chân sau, cái đuôi rồi. Rồi, cây này cũng đẹp cây quá ha. Ồ, cây này dáng đẹp lắm nha cô chú. Mã số, mã 11 phải không? Số hình như số 10. Số 10 phải không quý vị? Này số 10 phải không? Số 10. Số 10 giao lưu của chú giá 2,7 triệu. Mấy anh? 7. Rồi 2,7 triệu ha. Rồi xuống cây. Cây này đẹp lắm nha cô chú. Rồi mình lên mã số 11 luôn. Này cũng hơi cao cao ha. Mã số 11 của chú ơi. Rồi đi vô. Rồi cho thông số nữa ha. Thông số, mã số đành cho thông số đi. Chiều cao 1,5 m. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang 115. Rồi của vị nghĩa tay cành đi ha. Hoành là 24. Đây. Cây bể xù quá trời. Để lực quá ha. Mã 11 là giao lưu cô chú giá nhiêu? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi xe cho em một vòng nữa. Đó quý vị ngắm nghe kỹ nha. Đó, cộng bực bự 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 hơn ha. Rồi xuống cây. Mấy cây nhỏ nhỏ đây cũng được nên sao? Lên cái đó xong lên mấy cây nhỏ nhỏ nè. Rồi mã số tiếp theo luôn. 12.
Đây này cái tàn bự quá ha. Cây này cao có 1m7 cô chú, tán ngang cũng trên 1m5 á. Rồi. Hoành dữ luôn. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. 27 hoành luôn. Rồi, anh Thống dừng mặt này giúp em cái ha. Em quay tay cành diễn từ đỉnh đi. Chân cẳng thú là có hai chân có đầy đủ nha cô chú. Rồi, xuống luôn. Đó nè. Chân trước nó nè. Đây chân trước nó nè cô chú. Đó, hai chân có đầy đủ, có cái đuôi quái quái nha cô chú. Cái này quái lắm nha cô chú. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, em giao lưu cái này 3 triệu đi. Rồi, 3 triệu ha. Bao ship tổng quát rồi những cái gì? Mã số 12. Giao lưu cô chú giá 3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi. Rồi, 13 luôn. Chân cẳng có đuôi, đuôi quái thiệt quái. Rồi, mã số 13, hôm nay cao. 2m5 á. Rồi, tán ngang. Tán ngang 103. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 23. Rồi, 23. Rồi, ta cần cái gì ngắm nghĩa kỹ nha. Mình ra từ đỉnh, mình ra từ từ xuống nè. Mã 10 mấy đâu? Hình như 13 phải không quý vị? À, 13 này giao lưu cô chú giá 1 triệu 8 cô chú ơi. Rồi, để xe cái đế, vô xe cái đế. Để là ok khoan, mã 13 này ghi cái 1.8 triệu. Rồi, xây luôn. Đó. Hàng này là bao ship đàng hoàng hết ráo rồi cô chú, nó đuổi quái cực kỳ luôn. Rồi, rồi. Xuống cây, mã số 13. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 14. Rồi, chiều cao mã số 14 luôn. Cao 1m4. Rồi, tán ngang. Tán ngang 115. Rồi. Rồi, cái hoành luôn. Hoành đây là 19 nè cô chú ơi. Rồi, 19 hoành. Mà dán thú nha cô chú. Cái cành thứ ha. Cành cũng đều đây ha. Quái thú luôn. Rồi, hai chân có đầy đủ nha cô chú. Xuống đế luôn nha quý vị. Đây, hai chân nè. Đó. Đây, chân lần trước đây. Xe xe luôn. Mã 14. Rồi, tiếp luôn. Đây, em dòng nó đi. Mặt này khép lắm rồi. Dòng nó đi, nửa dòng nó đi. Nửa dòng nó đi. Đó. Rồi, giao lưu nha anh. Mã 14 giao lưu cô chú giá 1 triệu 8 luôn. Rồi, 1 triệu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, lên em 15 luôn. 15 là cuối clip nha cô chú ơi. Cuối clip luôn. À, thú chân cẳng đầy đủ luôn. Rồi, chiều cao nó ha. Chiều cao em nó 108. Rồi, tán ngang. Tán ngang này con vô rồi còn 87 hả cô chú ơi. Rồi. À, mặt này đẹp nè cô chú. Tay cành. Cái này lắc con sai đẹp. Hoành là 23. Rồi, xe xe luôn. Đó, cây này dáng thú đẹp lắm cô chú. Trước chân sau là có đầy đủ, có cái đuôi nữa nè. Anh đây chân trước, chân sau. Rồi, cây này em giao lưu mã 15 này, cuối clip giao lưu cô chú giá 2 triệu cô chú ơi. Rồi, 2 triệu rồi cái gì. Rồi, mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thấy ý nghĩ mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Thống ha. Thì số điện thoại của anh Thống thì mình để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Rồi.